Duyên Quỳnh, tài năng xinh đẹp nhưng lận đận, bị bộ đá, vướng tin đồn được đại gia bao nuôi. Con đường sự nghiệp của Duyên Quỳnh tưởng là bình lặng nhưng kỳ thực rất nhiều sóng gió. Cũng như cuộc đời cô tưởng luôn vui tươi, màu hồng nhưng kỳ thực lại quá nhiều nước mắt và cả sự mạnh mẽ, kiên cường khi số phận buộc cô phải thế. Sinh ra và lớn lên tại Buôn Mê Thuột trong một gia đình thuần nông, nhưng Duyên Quỳnh lại được trời phú cho giọng hát đầy nội lực. Vừa học xong lớp 11, Duyên Quỳnh một mình lên thành phố Hồ Chí Minh học nhạc viện, tốt nghiệp. Cô đầu quân về nhà hát giao hưởng nhạc vũ kịch thành phố Hồ Chí Minh, HBSO, thành lập nhóm hát bè, dựng hợp xướng và viết nhạc. Mãi tới 10 năm sau, Duyên Quỳnh mới bắt đầu sự nghiệp hát solo khi đạt giải quán quân một số game show truyền hình. Tuổi thơ nghèo khó, thiếu vắng tình cha. Bố mẹ Duyên Quỳnh ly hôn năm cô học lớp 3. Anh trai ở với bố, Duyên Quỳnh cùng chị gái, em trai ở với mẹ. Vì bố mẹ chia tay trong sự không êm đẹp, nên mỗi lần muốn gặp cha, Duyên Quỳnh đều phải lén lút để mẹ không buồn. Mẹ của Duyên Quỳnh là lương y, bà đi khắp nơi để chữa bệnh, nên suốt những năm tháng tuổi thơ, cô cũng ít được gần mẹ. Em trai cách 8 tuổi, nên Duyên Quỳnh gần như đóng vai trò người chị, người mẹ ở nhà chăm em. Cũng bởi hoàn cảnh như thế, nên những lúc nhớ bố, nhớ mẹ quá mà không làm gì được, cô chỉ biết đóng cửa lại và khóc cho đã đời, như một cách xả stress, rồi hôm sau lại bình thường. Chia sẻ về biến cố gia đình, Duyên Quỳnh từng nói, thật ra bố mẹ rất yêu thương nhau, nhưng lại có những lý do khách quan xung quanh để hai người không thể bên nhau được. Vì hiểu lý do đó, nên khi bố mẹ ly hôn, thì anh chị em tôi là những người đầu tiên đồng ý. Nguồn thể thao văn hóa. Nhà nghèo nên mỗi bữa, chị em Duyên Quỳnh thường ăn rau dại, nấm dại với cơm. Có những hôm hết gạo thì ăn rau dại trừ cơm. Có lần, trộm lẻn vào nhà đúng đêm mưa, Duyên Quỳnh ở nhà một mình. Cô đã đánh nhau với tên trộm, bị hắn xô ngã. Duyên Quỳnh sợ hãi chạy về nhà ba cách đó mấy trăm mét. Vừa nhìn thấy ông, trong lòng yên tâm nên Duyên Quỳnh bật cười lớn như một đứa con nít lâu ngày gặp lại cha. Trong khi đó, mặt ba Duyên Quỳnh tái xanh vì thấy mũi con chảy máu. Mãi tới khi Duyên Quỳnh tốt nghiệp nhạc viện, cô chủ động xin bố mẹ cùng nhau dự lễ tốt nghiệp của mình. Lúc đầu họ miễn cưỡng đồng ý, nhưng sau hôm đó, hai người lại thuận hòa với nhau và bắt đầu chia sẻ với nhau về con cái. Dù vậy thì phải tới khi mẹ qua đời, Duyên Quỳnh mới được gần gũi bố nhiều hơn, tình cảm cha con cũng vì thế được khăng khít. Nữ ca sĩ luôn cố gắng tận dụng mọi cơ hội có thể để bày tỏ sự hiếu thảo của mình với đấng sinh thành như một cách bù đắp những thiệt thòi thời thơ bé. Tỏa sáng và thị phi, lớn lên trong nghèo khó nên Duyên Quỳnh luôn ý thức chuyện phải tiết kiệm. Tới nỗi ngày Duyên Quỳnh lên thành phố Hồ Chí Minh học nhạc viện, mỗi tháng mẹ cho 900 nghìn mà cô cũng đã để dành được khá nhiều. Với một đứa không bao giờ có tiền ăn vặt như tôi thì 900 nghìn đồng nó lớn lắm, lớn đến nỗi mình không dám xài. Nhờ vậy nên mình luôn có tiền dư dành khi đau ốm, Duyên Quỳnh chia sẻ. Đang ngồi trên ghế nhà trường, Duyên Quỳnh đã tham gia các chương trình văn nghệ quần chúng. Vừa đi học vừa đi làm tự trang trải cuộc sống, Duyên Quỳnh còn gửi tiền phụ gia đình và chữa bệnh cho mẹ. Duyên Quỳnh kể, tôi xuống Sài Gòn năm 2007, vừa đi học vừa đi làm, các anh chị cũng chỉ hơn tôi vài tuổi nên kinh tế không vững. Tôi gần như chia sẻ những gì mình có cho gia đình. Tới khi anh chị có kinh tế ổn định hơn một chút thì mẹ bệnh, tôi phải cắm đầu vào kiếm tiền chữa bệnh cho mẹ nên không có thời gian lo cho sự nghiệp của mình. Tốt nghiệp nhạc viện, Duyên Quỳnh đầu quân về nhà hát giao hưởng nhạc vũ kịch thành phố Hồ Chí Minh, HBSO, thành lập nhóm hợp xướng và nhóm mẹ riêng và viết nhạc. 10 năm đi bên lề showbiz, Duyên Quỳnh mới tham gia cuộc thi Người kể chuyện tình 2019 và đạt giải quán quân. Sau đó cô tiếp tục đăng quang ngôi vị cao nhất cuộc thi Tỏa sáng sao đôi cùng ca sĩ Minh Sang. Sau cuộc thi, Duyên Quỳnh tích cực hoạt động nghệ thuật, cô tham gia nhiều chương trình và cũng năng nổ làm sản phẩm cho riêng mình. Sau 15 năm lăn lộn ở Sài Gòn, ở trọ không biết bao nhiêu căn nhà khắp 12 quận thì Duyên Quỳnh đã mua được căn hộ đầu tiên cho mình. Dù chỉ 40m² và một phòng ngủ lại theo diện trả góp ngân hàng thì cũng khiến cô vô cùng hạnh phúc. Thế nhưng hạnh phúc chưa bao lâu thì thị phi đã ập đến. Người trong nghề đồn cô được đại gia bao nuôi. Khi nghe tin đồn ấy, Duyên Quỳnh sốc, khóc cả tuần. Cô kể, tôi là người không xài đồ hiệu, không đi xe hơi, lại ở nhà thuê. Việc họ đồn tôi được đại gia bao nuôi là quá hoang đường. Lần đầu bị thị phi, tôi sốc, khóc cả tuần. Hồi đó tôi được giải quán quân Người kể chuyện tình. Tôi thi bằng thực lực của mình, thi bằng tiền của mình. Tôi chắc chưa từng đồng để có tiền đi thi, vì lúc đó tôi chưa hát solo. Chỉ đi hát bè và hợp xướng thì số tiền không quá nhiều. Trước khi thi, tôi phải ứng tiền để làm việc với hòa âm phối khí, phục trang. Khi được giải quán quân, họ đồn tôi mua giải, cặp đại gia, đi cửa sau. Tôi không biết tại sao lại bị đồn như vậy, vì tôi mới vào nghề, không xích mích với ai hết. Lúc đó tôi sốc, nhưng giờ thì quen. Giờ người ta đồn gì, tôi cũng nghĩ tích cực là vì họ nhớ tới mình nên mới nói. Dù xấu hay tốt, thì mình tự biết đúng sai là được, không cần mất sức đi tranh luận, giải thích làm gì. Nguồn tri thức trẻ, tình duyên lận đận, Duyên Quỳnh đẹp nhưng lại hay bị bộ đá. Nữ ca sĩ bảo, điều này liên quan tới tính cách mạnh mẽ của cô. Có thể việc ở cạnh một người phụ nữ quá mạnh mẽ lại khiến cho nam giới cảm thấy mình yếu đuối, không đủ khả năng che chở, nên họ đành rời bỏ tôi sau thời gian ngắn gắn bó, nữ ca sĩ chia sẻ trên tờ Thanh Niên.
nhưng cũng còn một nguyên nhân rất lớn đến từ mẹ của nữ ca sĩ. Mẹ của Duyên Quỳnh là Phật tử thuần thành, vì trải qua cuộc hôn nhân không hạnh phúc nên bà mong con cái không vướng vào chuyện lập gia đình. Mỗi lần Duyên Quỳnh quen ai là bà sát sao theo dõi, cảm thấy không ưng, bà cương quyết phản đối. Ở tuổi 33, Duyên Quỳnh vẫn độc thân. Tuy nhiên cô cho biết mình đã gặp được tri kỷ. Nữ ca sĩ bộc bạch, hiện tại tôi có người thương mình và có người mình thương, nhưng để nó là tình yêu thì chưa đủ về cả cảm xúc cũng như thời gian hai người dành cho nhau. Thương là vì tôi và người đó rất hiểu nhau, chẳng cần nói cũng biết bạn mình muốn gì. Hai người cùng hệ tư tưởng nhưng khác giới nên coi như hai phiên bản của nhau. Tôi là phiên bản nữ của bạn ấy và bạn ấy là phiên bản nam của tôi. Chúng tôi coi nhau là tri kỷ nhiều hơn. Khi gặp người bạn này, tôi có suy nghĩ sau này thành người yêu cũng được, không thành người yêu cũng được. Tình cảm dành cho nhau là không bao giờ bớt đi.